Chào anh em, tôi là cậu Vàng và tôi rất thích làm bim. Chúng ta cùng tiếp tục xe di những thứ bạn không ngờ tới nhé. Có một số thứ mờ lem đang ở đây. Dô. Người yêu tôi mỗi lần cô ấy trang điểm. Nghệ cả củ, nhưng anh ấy sẽ tiếp đất bằng cách nào đây? Tưởng thế nào? Hai khứa này xử lý tình huống phải nói là quá tuyệt vời. Rồi, mày xong rồi. Điểm nhấn không phải là nhân vật trong video. Hả? Có ai biết cô ấy đang nấu món gì không? Đón xem phần tiếp theo ở đây anh em nhé.